Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại căn nhà đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự thử mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà tại đường Hoàng Văn Thụ, mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang đứng đối diện bên kia của căn nhà đang rao bán, cạnh bên ngân hàng Bảo Việt nha các bạn. Vị trí ở đây rất là đẹp luôn. Cái đèn xanh đèn đỏ ở trước đó chính là đường Trần Huy Liệu nha các bạn. Về đường Trần Huy Liệu hình vòng bánh, và hướng bên này là về ngã tư Phú Nhuận. Ngã tư ở trước chính là đường về đường ngã tư Phú Nhuận, đường Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng nha các bạn. Và mình đang đứng hướng bên này là hướng cùng chiều với căn nhà này luôn. Thì ở phía dưới bên kia, cái ngân hàng Vietinbank đó chính là ngã tư Phú Nhuận nha các bạn. Đèn xanh đèn đỏ phía trước đó là ngã tư Phú Nhuận. Và căn nhà này có hướng cùng chiều, hướng bên này sẽ đi về công viên Hoàng Văn Thụ. Hướng bên này sẽ đi về công viên Hoàng Văn Thụ và rẽ trái về đường Trường Huy Liệu, Huỳnh Văn Bánh, Lê Văn Sĩ nha các bạn. Vị trí rất là thuận tiện luôn. Ngay mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận. Với diện tích bề ngang là 4m7, chiều dài là 20m. Tổng diện tích công nhận 99m2, gồm có 1 trệt, 3 lầu nha các bạn. Hiện trạng thì hơi cũ, nên quý anh chị và các bạn nào mình mua về thì mình sẽ sơn sửa lại cho nó đẹp hơn nha các bạn. Đặc biệt căn nhà này có một cái mức bán rất là hợp lý luôn. Chỉ có 19 tỷ 9 đã sở hữu được căn nhà mặt tiền đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận. Các bạn có thể nhìn thấy với diện tích bề ngang gần 5m nên đi vào căn nhà sẽ cảm giác rất là rộng rãi thoải mái luôn nha các bạn. Và căn nhà này có một cái vị trí rất là đẹp luôn, ngay trung tâm của quận Phú Nhuận, con đường Hoàng Văn Thụ, mặt tiền đường hai chiều nha các bạn. Nên đi lại rất là thuận tiện luôn. Hướng bên này thì chúng ta sẽ đi về công viên Hoàng Văn Thụ, đi về sân bay. Từ đây thì đi vào sân bay khoảng tầm 7 phút nha các bạn, và đi về ngã tư Hàng Xanh khoảng tầm 10 phút. Vị trí ở đây thì cho thuê cũng rất là hợp lý luôn nha các bạn. Trước đây thì căn nhà này cho thuê được 70 triệu một tháng. Hiện tại thì anh chị chủ nhà đang lấy lại để bán và giao cho chủ mới luôn. Nếu mà chia đơn giá ra thì căn nhà này rất là rẻ luôn nha các bạn. 19 tỷ 9 chia ra 100m2, gần 100m2 thì đâu đó là dưới 200 triệu một mét. 199 triệu một mét thì quá rẻ rồi nha các bạn. Những căn nhà ở đây nếu mà mặt tiền ngang 5 thì vừa bán trên tầm 30 tỷ nha các bạn. Còn những căn nhà mà dưới 15 tỷ thì chỉ có ngang khoảng dưới 3 mét thôi, chứ không được 4 mét nữa. Mà căn nhà này ngang tới 4m7, gần 5m. Thì phân khúc này thì trước đây thì nếu mà trước dịch thì phải bán khoảng tầm 20-30 tỷ là bình thường nha các bạn. Nên quý chị và các bạn nào quan tâm có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0901 240 289. Ngoài ra, để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadathochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.